TikTok nhiều thì mình lại thấy có một số cái sản phẩm nhìn khá là độc lạ. Đây là một cái loa kiêm đèn ngủ, đồng thời nó có cả chức năng sạc không dây nhé các bạn. Dùng hai cái tông màu trắng, và tông màu này khá là cơ bản, không làm cho nó giảm đi cái sự tinh tế. Loa này thì nó không có pin, các bạn phải cắm cáp sạc vào. Cắm của nó thì là tai C nhé. Phần quai sách này thì chính là một cái đèn cắm. Cái đèn này thì nó sẽ có 3 chế độ sáng. Các bạn chỉ cần chạm nhẹ trên phần tay cầm này thôi thì nó sẽ chuyển nhé. Đấy, cái màu sắc thì của nó thì là nó màu vàng ấm. Các bạn khi mà có muốn bật đèn ngủ thì nó cũng... Này thì nó sẽ kết nối Bluetooth. Các bạn chỉ cần kết nối Bluetooth là có thể mở được nhạc rồi. Chức năng rất hay là nó có thể làm giá đỡ điện thoại được. Cái này thì còn được trang bị một cái sạc không dây 15W nha các bạn. Nó sạc sẽ rất là nhanh. Một cái tính năng rất là tiện dành cho các bạn sạc không dây. Kết nối với cái loa này rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần bấm vào cái nút tam giác này để mở Bluetooth lên. Sau đó các bạn sẽ tìm thiết bị. Các bạn chỉ cần nhìn trên thiết bị ở trên điện thoại này thôi, nó sẽ hiện. Sau đó các bạn bấm kiểm tra kết nối ở trên điện thoại nhé. Thì cái thiết bị này nó sẽ tìm được. Đấy, các bạn nhìn thấy chữ 17 đấy. Kết nối cái loa này nó sẽ rất là nhanh chóng. Và các bạn có thể mở nhạc và nghe ngay. Sản phẩm này ở phía góc trái màn hình nhé. Thì chúng ta sẽ nghe thử một đoạn nhạc nhé.